Hello anh chị em và các bạn, hôm nay á em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món rau dại ở miền Tây và cực kỳ hiếm, không phải có tiền là mua được đâu cả nhà. Em không biết là ở những cái tỉnh khác làm sao chứ ở Cà Mau là đi dạo nát mấy cái chợ luôn cũng không có thấy. Cái này á là em không có mua mà ở dưới vuông người quen á, người ta kiểu người ta thương mình, lâu lâu người ta hái có cái người ta cho mình. Cái rau này á thì ăn được cái đọt thôi nha, mà cái đọt nó xoắn 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 lại á, giống như là con cuốn chiếu vậy á. Nhìn hình thù nó kỳ lạ hay cả nhà. Thường á thì người ta sẽ đem đi xào hoặc là đi luộc. Bữa nay thì nhà em còn mấy cái con móng tay đó cả nhà. Ăn cho nó hết, đem đi xào với móng tay luôn. Mà em nói mọi người nghe nè, xuống miền Tây mà nói là đọt chại á là người ta không có hiểu đâu. Là mọi người kêu là đọt chọt, không thôi là đọt chại là người ta biết liền à. Còn mình đọc mà đúng quá là người ta nói mình điệu á. Mà em nói mọi người cái nữa nè, cái rau này nó mau chín dữ lắm cho nên mọi người xào nó nhanh tay mà lửa lớn nha. Đó thì nó mới xanh và mới giòn. Cái rau đọt chại này rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Đúng là cái của trời cho, ăn đồ tự nhiên cái gì nó cũng tốt. Có cái cách dân gian á là người ta lấy cái rau đọt chại này là người ta giã ra lấy nước uống để mà hạ sốt và giảm đau. Còn cái thân á từ cái thời xa xưa nha cả nhà là người ta phơi khô để làm dây buộc đồ. Còn bây giờ khi mà xã hội nó hiện đại rồi á, nó có quá nhiều thứ để xài nên những cái này bây giờ chỉ còn là ký ức với kỷ niệm thôi. Mà mọi người có công nhận một điều không? Ông bà mình ngày xưa không có nhiều đồ để ăn, toàn là ăn đồ tự nhiên thôi, cũng xài là xài đồ tự nhiên thôi. Chị mà ngày xưa nó ít bệnh ha. Bây giờ cái xã hội hiện đại á, cái sanh ra đủ thứ bệnh hết. Bữa nay em ăn á thì có rau đọt chại xào với lại ốc móng tay với hộp gà luộc dầm nước tương. Ăn vậy thôi đó, nhưng mà ngon hơn đi ăn nhà hàng nha mọi người. Lúc trước làm video mọi người, lúc mới đầu á thì khoái làm mấy cái độc lạ tại vì người ta thích coi, với lại mấy cái độc lạ thì nó viral á mọi người. Nhưng mà nó càng làm thì nó càng bế, thì cũng chỉ là đồ ăn đồ uống thôi, nhưng mà ở đâu ra mà có đồ độc lạ để mà quay hoài. Với nhiều khi mình chế quá cái đồ ăn đồ uống nó kết hợp với nhau mà nó không hợp á, nó rất là kỳ cục, cho nên mình không có vui với cái sản phẩm mình làm ra. Cho nên á bây giờ có gì thì em quay đó, đôi khi thì buồn buồn lên trút cái bầu tâm sự với anh chị em và các bạn. Nếu có dịp mà tìm thấy cái rau này á, anh chị em và các bạn mình thử đi, vì nó cũng khá là ngon, nó giòn giòn ha, nó cũng không có nhẫn với không có chát gì đâu, với không có đắng nữa, rất là dễ ăn luôn á. Ở trong á thì nó hơi nhớt nhớt giống như là kiểu đậu bắp gì đó cả nhà, nhưng mà ngon dễ ăn lắm. Ăn cơm ha, rồi mình chấm mắm này, không thôi chấm nước tương thôi là cũng ngon rồi đó. Em quay ăn uống bình thường vậy thôi ha cả nhà. Cả nhà chịu không? Cả nhà chịu á thì mọi người nhớ follow nè đó, like share video giùm em nha cả nhà yêu ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem tới giây phút này những video nhỏ xíu của nhà con số 9. Bye bye và hẹn gặp lại nha.